Chà, dân bự bữa nay nông cơ Dũng bự nay về xe xịt thuốc quá trời luôn ta. Để mình coi thử coi ha. Ủa này để làm gì không biết nữa. Coi coi xe xịt. Dàn bét ok ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Wow. Cái này nó bị thiếu cái cốt của cái quạt xịt rồi. Hoặc là nó bị gãy cái cốt đó ha. Là nó thiếu. Bình 600 lít ha. Xịt 600 lít. Rồi bơm xịt coi. Đầu da. Da mấy ngựa đang biết. 7 ngựa. Đầu da 7 ngựa. À ở đây có một cái động cơ nữa nè. Hai cái máy dầu luôn. Một cái chạy cái này vừa chạy nè. Cái này là vừa chạy mà vừa bơm luôn nè. Cái trước này vừa chạy vừa bơm nè. Tại mình thấy đây. Đó, vừa chạy vừa bơm luôn ha. Riêng cái sau này là chạy cho cái quạt. Riêng cái máy sau này là chạy cho quạt nè. Đó, cái máy sau này các bạn thấy không? Nó chạy đúng một cái quạt thôi. Đó, còn cái máy trước là chạy nguyên cả cái bộ ấy luôn. Cả bộ vừa xịt vừa đồ luôn nè. Rồi, qua coi con này thử coi. Inox quạt này. Này xài Vicora nè. Này Vicora Isuki hả? Isuzu. Động cơ có trục bô luôn, kết nước dễ sợ. Một động cơ thôi. Ui cha, cái đầu bom xịt. Wow. Đồ bom xịt khủng khiếp. Đầu này coi có khoảng bao nhiêu ngựa. 12 ngựa. Đầu HP. Ti đá. Đầu nãy là ti da. Ti da, ti trắng. Còn đầu này ti đá. Cora thì nó kéo cánh quạt nó bị một cái nhược điểm là nó bị ướt nước, là mã này không bị đâu. Mấy cái nào mà bị lòn nước qua là nó sẽ bị trơn, sẽ bị tuột cái dây Cora, còn này không bị. Rồi coi này coi, hai cầu kêu rít nè. Nó xài đầu bơm mấy ngựa đây ta. Mất tem à. Đầu bơm thêm khá lớn á. Ti đá. Đầu đá. Nhỏ. Máy dầu ba máy.
cái dây Cora này, cái quạt này cũng xài Cora nè, xài ba sợi luôn. Ok, ba sợi Curit. Đào mới về răng ma VO 27 VO 27 cầu 1:30. Con này cũng mới về. Cô Be, cô Benku, tên Product of tên RTT BRT 0111. Nói về hai chiếc đó, còn mấy chiếc này cũ rồi. VO 40, VO 02. Chiếc này đẹp dữ ta. Máy bấm cỏ. VO 35. Xe này bán rồi hả? Dạ. Giờ đang dọn để đi hả? Kiểm tra. Kiểm tra hả? Rồi. Thử lại các bạn ơi. Này máy xăng hay máy dầu? Rồi đó ngay, đó ngay. Máy xăng hay máy dầu? Rồi tránh ra tụi bay. Tụi bay là chứ. Rồi. Là tất cả mấy đứa là tụi bay hết. Không phải, chứ không phải nói là con cháu đồng hoàng. Tránh ra đi mấy cháu. Đúng rồi, chính xác. Được chưa? Dài, chạy. Mày bắt lý bắt lẻ mày. Hả? Lắc vô, lắc vô, lắc vô. Dựng lên, dựng lên. Dựng lên, lắc vô, đúng rồi. Vô lên xe, mày giật máy rồi. Bên ra ơi. Bán rồi hả? Giờ lên đường á. Lên mâm. Lên mâm, lên dĩa. Nay máy nhiều ghê chứ. Ồ, chiếc này độc quá anh. Hả? Chiếc đẹp dữ anh. Mua rồi hả? Hả? Mua chiếc này hả? Không mua sao ngồi đây? À, tài xế hả? Nghe anh, hết tiền hả? Hả? Máy xăng hả ta? Ồ, đẹp dữ ha. Anh, cái đó là ông vụ, ông giao riêng cho Robin. Riêng cho em không biết. Hết bình rồi.
hết bình rồi. Chiếc này mới về chứ không? Dạ. Mới về hả? Mới về mấy bữa nay bán rồi chú. Bán rồi hả? Vio 40. Mới về bán luôn hả? Bán đi đâu? Bán gì gia kiệm. Ồ vậy hả? À. Giấc mơ mua luôn. Đúng rồi, gia kiệm. À. Nghỉ chưa? Dạ. Dọn dẹp đi. Được chưa? Mitsubishi Sang Yanma đẹp ghê.